Đi là sẽ đến, tập liên tục mỗi ngày là chúng ta cũng đánh được thôi. Yêu, giọng nam, AM là thứ gabo ba. Điều mà chúng ta cần tập là điệu disco xuống 6 giây. Lên đã nhẹ lên, chập vào. Giọng thanh lại nè, cái tay nè, đã lên. Xuống, lên, chập, lên. Nhịp 2-4, có lẽ có nhìn hai cái nhịp chân xuống nha. Xuống, lên, chập, lên. Chúng ta đập lên nè. Yêu dù là xa, ở nơi đâu anh xin được yêu. Xa dù thật xa, nếu đôi ta yêu nhau thật sâu. Muôn nghìn trùng không xa cách, đôi mình cùng yêu nhau mãi. Hỡi em, thì tình yêu anh sẽ chờ em sang vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy. Nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối. Ngày chờ đêm khóc mưa trong lòng sóng to. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy, từ từ mình tập. Quý anh em mà mới tập chơi thì phải biết cái điều này ha, đó là điều disco bebop. Nhịp kiểu dây bass, giơ chân lên, nhịp xuống, chắc. Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay. Nếp sông vui tươi nói chân tôi đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Người sẽ như đứng trên đường vẫn hoa màu. Từ xa thăm bên câu chào nói xôn xao. Phố xa tên thang đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy, từ từ mình tập. Ở đây là dòng đàn full gỗ thế hệ mới 190, có tia chỉnh công cần, tất cả đều làm bằng gỗ, âm thanh rất là hay, rất là êm tai. Giao trong thành phố Hồ Chí Minh, giá chỉ có 1.900.000 được tặng kèm bao da, cabo, giáo trình, dây dự phòng và miễn phí vận chuyển tại thành phố Hồ Chí Minh. Đặt ngay tại Zalo ạ. Hôm nay chúng ta chạy cua bò nè. Cùng với chương trình Gita 5 phút là chúng ta nhớ luyện ngón cho nó nhiều, chạy cho ngón linh hoạt. Xuống lên chuyển. Đó, hai cái nhịp xuống như vậy gọi là hai cái phách. À, thì cái phách đầu tiên là mạnh. Xuống lên là chuyển khớp âm, được chưa? Dù bàn chân anh bước mà hồn sao chẳng rời. Đời anh vui nơi ấy, sống bên em qua kiếp người. Hãy tình anh một lần. Sang kia muôn trùng và rồi trong duyên kiếp sẽ trọn đời ta có đôi. Dù bàn chân anh bước mà hồn sao chắc rời. Đời anh vui nơi ấy, sống bên em qua kiếp người. Xuống lên xuống 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 lên xuống. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy, từ từ mình tập. Gà và lát chậm bát. 3, 1, 2, 3. Bằng lòng đi em về với quê anh. Dịch chân nè. Một cô lao xanh, một dòng sông xanh. Nó cứ chậm vậy thôi. 3, 1, 2, 3. Một vườn cây xanh, hoa trái đơm hương. Thuyền này qua sông chuyển những cái hợp âm cơ bản là chúng ta có thể tập được. Chúc quý anh chị và các bạn có nhiều niềm vui bên cây đàn guitar và tập hiệu quả cùng với chương trình Guitar 5 phút. Hẹn gặp lại. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy, từ từ mình tập. Nếu mà anh em bị cái tình trạng nhịp như vậy nè, đây là một cái hiện tượng nhanh nhịp, không có lo gì hết. Có máy gõ nhịp mini
Đây chúng ta bấm mở lên nè. Chế độ là gõ một nhịp ở cái tempo là 65 thì đối với điệu bolero rumba kẹp ở đây hay có thể sử dụng cho đàn piano được luôn. Chạm lại nha. 1 2 3 4 mai đi trường ơi. Em tôi còn học nữa. Hay đã ra đi từ đâu nào. Mấy gõ nhịp M50 chỉ bằng ngón tay cái, nhưng nó có thể giúp anh chị và các bạn cái nhịp đều hơn, vững nhịp hơn và tập cho cái nhịp mình chậm lại. Có khi mình đánh nhanh quá thì mình tập mỗi ngày một chút xíu. Cùng với mấy gói nhịp này chỉ với 169.000 miễn phí vận chuyển toàn quốc. Để đặt Zalo để mà đặt hàng. Cảm ơn chị và rất nhiều. Ngay cái điệu này mà đi đâu chúng ta cũng chơi được, áp dụng rất rất là nhiều bài. Một lần gian dở disco nhịp 24 bùm đánh bằng tay nè thì nó dễ hơn. Ba chân đặt chân cứ như vậy, chúng ta cứ vậy. Ba chân đặt chân nhịp 24, ba chân đặt chân, làm cho nó quen nhịp trước, sau đó chúng ta có thể làm được nhiều thứ khác hay hơn. Khi mới thương nhau là giống ngay chữ nhau nè. Khi mới thương nhau em hay nắm tay dặn dò, cho dù cuộc đời là bề dâu trái ngang, đã thương nhau mình sắc son một lòng. Dẫu khổ thế nào tình mình cũng không phai. Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng. Xuân sang mình sẽ cưới nhau. Bùm chắc đập chắc. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy. Từ từ mình tập. Ví dụ chúng ta có dây 3 3 2 1 2 3, 6 cầm thanh phát ra. Và chúng ta có những quẹt 6 cái luôn, 6 cái xuống. Nhưng mà cái xuống đầu tiên là nó mạnh à, là cái nhịp chân xuống đầu tiên á à, nhịp chân xuống nè. 2 3 4 5 6. 2 3 là mọi người thấy không? 2 3 là Khánh chỉ là quạt nhẹ ở 3 dây dưới nè, 3 dây 1 2 3 nè. 1 2 3 4 5 6. Lời hứa ghi trong tim mình vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao nhẹ nè. Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai kề vai, điều vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa xôi. Và chúng ta là người 1 2 3 4 5 6. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy. Từ từ mình tập. Sẵn đây thì Khánh xin nói luôn, cái đàn lá xích thì mình chỉ nên dây thay dây lá xích, dây nylon này, lá xích cô này, guitar string này, đây là dây lá xích ha. Thì cái đầu đàn mọi người thấy không ạ? Đó, đây là cái đàn lá xích. Không nên thay dây sắt vào đây đó, chúng ta chỉ nên thay dây nylon thôi. Và bộ dây này rất là hay, bộ dây này là bộ dây AC139 size N nè. Dây nó rung rất là tình cảm luôn. Mọi người thấy không ạ? Và cái dây này đã xài 6 tháng rồi, nhưng mà nó vẫn còn rất là rung tốt. Đó, à, nó, cái độ bền của nó khá là cao. AC139 nha. Bộ này thì 150.000. Mua 2 bộ thì 300.000 sẽ được miễn phí vận chuyển. Mua 2 bộ mới được miễn phí vận chuyển nha anh em. Đó, đồng thời thì 2 bộ sẽ được tặng kèm cái giáo trình cho anh em để anh em tập đàn chung với guitar 5 phút. Bên cạnh đó tặng cái tay quay cho anh em luôn nha. Đó, bên cạnh đó tặng luôn cái hộp bích này để anh em dán ở đây nè. Khi nào anh em muốn đánh bích thì anh em đánh. Đó. Thì 2 bộ lá xích sẽ là 300.000. Dây này rất là hay luôn, rất là bền luôn. Đó, để mình để dành một bộ mình thay, một bộ để dành. Anh em bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận những ưu đãi tiếp theo. Cảm ơn anh em rất nhiều.